Xin chào mừng bạn đến với Radio Postcard của tôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Johnny Thông. Tôi là một nhà kinh doanh, một nhà khởi nghiệp, một nhà điều hành doanh nghiệp và cũng là một nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Tôi đã đạt được một số thành tựu trong cuộc sống của mình và tôi rất mong muốn chia sẻ những cái điều đó cho tất cả mọi người để chúng ta cùng có tư duy thành công, tư duy khởi nghiệp và kinh nghiệm về kinh doanh đầu tư. Và hãy ủng hộ tôi bằng cách nghe radio của tôi ở trên các kênh Postcard, Spotify và ở SoundCloud. Và bấm follow và subscribe kênh của tôi nhé để nhận nhiều những video bổ ích hàng tuần. Vào một ngày đẹp trời, cậu nhân viên giỏi và tuyệt vời nhất của bạn inbox và gửi mail cho bạn muốn nghỉ việc, bạn sẽ làm gì? Giữ chân hay để họ ra đi? Bạn là một người quản lý của một nhóm bao gồm những người luôn đạt được hiệu suất cao trong công việc. Mọi thành viên đã cộng tác ăn ý với nhau, tạo nên những cột dấu mốc quan trọng trong công ty. Bỗng một ngày, nhân sự cốt cán của bạn xin nghỉ, bạn sẽ giữ chân hay để họ ra đi? Trước khi trả lời câu hỏi này, cùng đọc qua câu chuyện. Chuyện được kể rằng trước khi hãng hàng không Southern Airlines ra đời, tại một quán ăn trong lúc chờ đợi chuyến bay, Kelleher, nguyên chủ tịch người sáng lập ra Southwest Airlines, đã cùng với người cộng sự của mình chỉ có đúng một tờ giấy ăn trên bàn. Ông đã vẽ ra 3 vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất, ông tự hỏi nhân viên của tôi mong đợi điều gì. Vòng tròn thứ hai, cổ đông của tôi mong đợi điều gì. Và vòng tròn thứ ba, khách hàng của tôi mong đợi điều gì. Sau khi thảo luận xong, ông viết gạch đầu dòng tên lên từng vòng đó và cuối cùng ở nơi gặp nhau ba vòng tròn đã xuất hiện dòng chữ happiness, tức là hạnh phúc. Từ đó, toàn bộ chiến lược và triết lý kinh doanh của Kelleher, tức là Southwest Airlines, chính là khi nhân viên hạnh phúc, họ sẽ làm cho khách hàng hạnh phúc, và khi khách hàng hạnh phúc sẽ làm cho cổ đông hạnh phúc. Và sau đó tất cả những gì còn lại chỉ có thể thực hiện triết lý đó mà thôi. Cũng có lẽ với triết lý đó, mẫu án ngày ấy đã trở nên nổi tiếng. Southwest Airlines đã trở thành một biểu tượng của công ty thành công về lợi nhuận, lẫn dịch vụ khách hàng, và có nhiều nhân viên giỏi không chỉ nước Mỹ mà còn ở trên toàn thế giới. Và những người nhân viên giỏi, họ thực sự cần gì? Họ cần khi đi làm được đồng lương thỏa đáng với năng lực tài năng của họ. Họ mong đợi được đủ thu nhập mà không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, để từ đó họ cống hiến hết lòng cho công ty. Ngoài lương, họ cần lãnh đạo quan tâm đến họ như con người chứ không phải một đám người. Họ mong lãnh đạo quan tâm sâu sát, hiểu rõ họ, lắng nghe họ, vô về họ và yêu thương họ. Là một người giỏi có năng lực, nhân viên giỏi thường thuộc tiếp người nổi loạn. Họ mong đợi quản lý của mình sử dụng đúng tài năng và đam mê, tôn trọng ý kiến chứ không phải cuộc họp nào cũng thấy sếp nói từ đầu đến cuối rồi thấy họ ý kiến khác. Thế là hôm sau họ được thuyên chuyển, nhận được sự lạnh nhạt. Bên cạnh đó, họ còn luôn đặt ra câu hỏi: từ vị trí này ngày mai tôi sẽ đến đâu? Các nhà lãnh đạo, bạn còn phải tạo điều kiện để cho họ phát triển. Là một người giỏi có năng lực, họ mong đợi phần công việc của họ góp một điều gì đó cho sứ mệnh của công ty, thay vì công việc lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa. Không có nhân viên kém cỏi đâu, mà chỉ có lãnh đạo kém. Người nhân viên không tự nhiên vào làm trong doanh nghiệp, hoặc là sếp đã tuyển dụng sai người, hoặc là sếp đã sắp xếp vị trí sai, hoặc là sếp không biết động lực của nhân viên là gì, hoặc là sếp không biết làm cho nhân viên phát triển. Tất cả những công việc trên là trách nhiệm của sếp. Khi người nhân viên lựa chọn đúng tài năng, được sắp xếp đúng người đúng việc, được động viên đúng cách, được có cơ hội phát triển, ai cũng có thể làm tốt công việc của mình là một nhà quản lý. Đối với vấn đề nhân sự, chỉ có 4 công việc chính: tuyển dụng, sắp xếp, tạo động lực và giúp nhân viên phát triển. Nếu là bạn, bạn chọn cái nào là hàng đầu? Hãy sử dụng thời gian của mình vào 4 công việc này thế nào? Trả lời và thực hiện theo câu trả lời của bạn sẽ giúp bạn phân biệt được bạn là nhà quản lý giỏi, trung bình hay yếu kém. Khi nhân viên giỏi xin việc, lãnh đạo nên làm gì? Khi một nhân viên giỏi rời đi, đội nhóm vẫn có thể làm việc hiệu quả, thậm chí là còn tốt hơn lúc trước, miễn là bạn khéo léo xử lý và ra quyết định. Vai trò của người quản lý chưa bao giờ bất quan trọng, bao gồm cả việc hỗ trợ phát triển, điều hướng con đường sự nghiệp của mỗi thành viên. Dưới đây là những điều mà lãnh đạo làm khi có người có ý định ra đi. Đầu tiên, nên có cuộc trò chuyện thành thật với nhau. Hãy ngồi lại chia sẻ thành thật với nhân viên về lý do nghỉ việc. Nếu nhân viên cần một mức lương cao hơn hoặc thay đổi chức danh công việc, hãy cố gắng đáp ứng điều đó, nhân viên hẳn sẽ ở lại. Nếu động lực nghỉ việc nằm ở ngoài tầm kiểm soát như kế hoạch làm riêng, thay đổi môi trường sống làm việc thì giải pháp tài chính không mang lại hiệu quả. Trong trường hợp này, tốt nhất đáp ứng cho nguyện vọng nghỉ việc. Thứ hai, biến sự ra đi thành cơ hội cho công ty và đội nhóm, cơ hội cho công ty, vì có thể đây là lúc đánh giá lại chính sách nhân sự về vai trò của vị trí đó trong ma trận chức năng của công ty, và có thể lại là điểm khởi đầu để phát triển và sử dụng những tài năng mới. Cơ hội cho những người ở lại: khi một nhân sự giỏi ra đi, lãnh đạo có thể tận dụng cơ hội này để cải cách, xây dựng lại trật tự nhóm, tạo thêm đất tiết cho người ở lại thể hiện bản thân hơn, đóng góp nhiều cái quan điểm mới mẻ hơn. Thứ ba, củng cố tinh thần đội nhóm.
Khi một nhân viên giỏi ra đi, chắc chắn những thành viên còn lại sẽ đặt sự hoài nghi về lãnh đạo, chế độ và sự sống còn của công ty. Và đó sẽ có những suy nghĩ rất tiêu cực. Để trấn an bạn, bạn cần phải khẳng định đây không phải là sự sụp đổ hay diệt vong nào cả, đồng thời trả lời những thắc mắc về lý do nghỉ việc, bạn sẽ giữ được nhân viên đó. Việc nhân viên giỏi nghỉ việc là nỗi đau đầu của rất nhiều doanh nghiệp, nhưng thực tế là khó tránh khỏi. Vì thế khi bạn đã chắc người ta sẽ ra đi thì đừng đặt mục tiêu hay giữ, mà hãy đặt một mục tiêu khả thi hơn là làm sao để vị trí đấy ít biến động nhất và ít ảnh hưởng đến những người xung quanh nhất. Hy vọng bài chia sẻ trên sẽ giúp cho bạn tìm được phương pháp hợp lý khi có người mà kề vai sát cánh bên bạn mà ra đi.